Xin mến chào quý anh chị và các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá nhãn tiêu da bò ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật tình hình giá nhãn tiêu da bò thì hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá nhãn Ido hay là giá cà na Thái ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp. Quý anh chị và các bạn nào có ghé xem kênh, có quan tâm đến giá nhãn hay là giá cà na Thái thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Hoặc là quý anh chị và các bạn có thể bấm nút đăng ký kênh và hình quả chuông ở phía bên dưới. Để khi mình ra video mới cập nhật tình hình giá nhãn hay là giá cà na Thái thì quý anh chị và các bạn sẽ nhận được ngay thông báo. Và sẽ rất là dễ dàng và thuận tiện để quý anh chị và các bạn có thể vào xem ngay được những clip cập nhật tình hình giá nhãn mới nhất hay là giá cà na Thái mới nhất ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp. Quay trở lại tình hình giá nhãn tiêu da bò ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp trong một vài ngày trở lại đây thì giá nhãn đang tăng nhẹ. Cụ thể là tình hình giá nhãn tiêu da bò ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp hiện nay thì có mức giá động từ 9.000 đến 11.000 đồng một ký. Tùy theo từng khu vực và từng vườn nhãn mà sẽ có mức giá chênh lệch khác nhau. Điển hình ở khu vực Vĩnh Long và Đồng Tháp thì sẽ có mức giá dao động từ 9.000 đến 10.000 đồng một ký. Còn tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang thì có mức giá dao động từ 9.000 đến 11.000 đồng một ký. Ngoài ra thì tình hình giá nhãn tiêu da bò cũng còn tùy thuộc theo từng khu vực, từng sức mua, từng vườn nhãn và từng hình thức mua của lái, mua xô hoặc là mua lựa mà sẽ có giá chênh lệch lên xuống từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Điển hình như tình hình giá nhãn xô ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp hiện nay thì sẽ có mức giá dao động từ 8.000 đến 9.000 đồng một ký. Do nhãn bị xuống màu hay là vườn nhãn có trái xấu, trái nhỏ. Và do tình hình như hiện nay thì giá nhãn nói chung hay là giá nhãn tiêu da bò nói riêng có thể lên xuống theo từng ngày và theo từng khu vực. Và do không có thời gian rảnh nên đôi khi khoảng vài ba ngày mình mới có thể làm một clip cập nhật tình hình giá nhãn tiêu da bò. Nên đôi lúc thì nó có chút chậm trễ và nó có chút không được chính xác so với giá của thị trường hiện tại. Thì mong quý anh chị các bạn thông cảm. Đồng thời thì mình cũng rất là mong quý anh chị các bạn nào có ghé xem kênh, có đang bán nhãn hay có biết tình hình giá nhãn tiêu da bò ở khu vực nào thì xin vui lòng comment ở phía bên dưới để cho quý anh chị và các bạn xem sao có thể cùng tham khảo được giá. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị các bạn rất là nhiều. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho tất cả quý bà con nhà vườn mình đang thu hoạch nhãn hay chuẩn bị thu hoạch nhãn sẽ có mùa nhãn tiêu da bò đạt được năng suất thật là cao và bán được giá. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những clip cập nhật tình hình giá nhãn tiêu da bò tiếp theo của mình.